Hello cả nhà, em Khang xin chào mọi người. Em Khang vừa về được 3 đồng hồ cho phái đẹp. Đầu tiên là em Phăng Muller V32 màu đen. Giao lưu với anh em chỉ có 135 cành lan thôi. Chỉ 135 cành lan là đã sở hữu được một em new 2023 đính full kim cương thiên nhiên. Đó. Em thứ hai là em húp lót lướt 33mm vàng khối kinh gôn. À, em này thì nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà toàn bộ bằng vàng luôn nên giá trị của em nó luôn luôn được bảo tồn theo thời gian luôn, như mới luôn. Khách trước sử dụng rất là kỹ, gần như là không có một vết xước nào để cho cái đồng hồ nó bị mất đi cái vẻ đẹp của nó như cả nhà. Tiếp theo thì là em Phăng Muller V32 màu đỏ, dành cho những chị em cá tính luôn, chỉ có 135 cành lan thôi ạ. 135 cành lan thì ba siêu phẩm này mà chị em mà sở hữu ở trên tay thì đeo vào rất là đẹp, kim cương đánh sáng rất là sáng. Còn em màu vàng á thì đeo vào khá là nặng tay nhé cả nhà, bởi vì nó bằng vàng á nó sẽ nặng hơn là chất liệu titanium nhé cả nhà. Hai em Phăng Muller thì là chất liệu bằng titanium và được đính full kim cương thiên nhiên luôn, kể cả ở trong mặt của đồng hồ luôn nhé cả nhà ơi.